Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học mới, hoàn toàn mới của Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học, là chuyên gia về marketing online, chuyên gia về Facebook marketing online. Thế thì tôi giới thiệu một chút về bản thân tôi. Có lẽ là chắc là cũng nhiều người đã biết tôi ở đây đúng không ạ? Thì tôi cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ở bậc đại học. Tôi tốt nghiệp vào năm 2008 và chính thức trở thành giảng viên đại học từ năm 2008 tới nay. Tôi đã học 5 trường đại học và đã tốt nghiệp 4 trường, trong đó có một trường là trường Đại học Hà Nội thì tôi đã không tốt nghiệp và tôi đã học và bỏ dở. Tôi giảng dạy trong lĩnh vực về thương mại điện tử và marketing điện tử tại trường đại học ở Hà Nội. Và từ năm 2008, khi mà Facebook bắt đầu có cái mạng xã hội lần đầu tiên của mình, thì tôi cũng đã sử dụng với tư cách là một nhà nghiên cứu. Vào năm 2011 thì Facebook bắt đầu có hệ thống quảng cáo gọi là Facebook Ads, thì tôi cũng đã bắt đầu mở các lớp đào tạo về marketing online cũng như là về Facebook, quảng cáo Facebook, bán hàng trên Facebook. Và từ năm 2011 tới nay là 2019, là cũng rơi vào 8-9 năm rồi, là tôi liên tục đào tạo rồi chạy quảng cáo rồi tư vấn cho các cái chủ doanh nghiệp, các cái chủ shop, chủ nhà hàng hay chủ spa để có thể là sử dụng cái công cụ Facebook này để có thể giúp các anh chị bán hàng, quảng cáo và xây dựng thương hiệu. Và hôm nay thì tôi giới thiệu với các anh chị và các bạn một cái khóa học hoàn toàn mới. Tôi gọi nó là khóa học Facebook App phiên bản năm 2019 và đặc biệt là dành cho Mobile Version. Mobile là điện thoại di động, Version là phiên bản. Tức là phiên bản này thuần túy tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn thao tác trên điện thoại di động. Tức là đặt quảng cáo, tạo quảng cáo, rồi thì chụp hình, rồi thì đăng bài, rồi thì tạo fanpage, tạo tài khoản. Tất cả chúng ta đều sử dụng điện thoại di động. Tại sao tôi lại có một cái phiên bản khóa học như thế này? Bởi vì các anh chị và các bạn biết rồi đấy ạ, thì tôi đã có những cái phiên bản mà làm trên máy tính rất là chi tiết, rất là cầu kỳ. Cái khóa học đấy của tôi gồm 5 cái khóa học con và dài khoảng tầm 150 video, tương đương với khoảng 24 giờ học liên tục bằng video. Một cái khóa học mà tôi rất là thành công và bán rất là chạy ở trên các nền tảng EduTech. Và cái khóa học này là tôi dành riêng cho những người, những cái chị, những người phụ nữ hoặc là những người mà khởi nghiệp bán hàng online hoặc là những anh ở nông thôn. Khi mà chúng ta, thứ nhất là không có đủ cái điều kiện về mặt kinh tế để có thể sử dụng máy tính. Thứ hai là không có đủ thời gian để sử dụng máy tính. Và thứ ba là đôi khi theo thói quen chúng ta sử dụng điện thoại di động nó tiện hơn rất là nhiều. Thì cái định hướng của cái chương trình này đó chính là bán hàng, quảng cáo, kiếm tiền trên Facebook, nhưng cũng hướng dẫn cơ bản các bước bằng mobile, tức là chúng ta sẽ sử dụng mobile. Còn những cái phần mà liên quan đến lý thuyết, liên quan đến các cái vấn đề về tư duy thì chúng ta vẫn có thể là trao đổi với nhau về mặt lý thuyết, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng máy tính. Còn những cái phần thao tác để mà tải phần mềm, hoặc là để mà tạo ra fanpage hay là để mà tạo quảng cáo, thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị khoảng độ một số bài. Tôi dự tính khoảng trên 10 bài video là sẽ sử dụng bằng cái thiết bị iPhone của tôi. Còn những người mà sử dụng hệ điều hành Android như của Samsung hay là Oppo hay những hệ điều hành khác thì rất vui lòng là chúng ta sẽ xem và làm theo tương tự. Bởi vì như này là tôi cũng không thể nào mà thao tác hết tất cả các phiên bản được. Tốt nhất là tôi có thể làm được cả Android, nhưng mà thôi, vì tôi dùng iPhone và đây là iPhone X thì tôi nghĩ là cũng số lượng người dùng cũng rất là lớn và các bạn bắt chước và làm theo cũng ok. Thì đấy là cái phần đầu tiên tôi giới thiệu về cái chương trình này. Tiếp tục, đấy là tôi sẽ giới thiệu về nội dung của khóa học. Nội dung của khóa học thì sẽ bao gồm các cái nội dung tư duy của một người kinh doanh là như nào. Đầu tiên là gì ạ? Bán cho ai? Đúng không ạ? Bán cái gì? Bán như thế nào? Rồi thì cách thức quảng cáo. Thế thì trong các cái nội dung đó tôi sẽ chia nhỏ ra. Đúng không ạ? Những cái bước đầu tiên hướng dẫn các anh chị và các bạn tạo tài khoản Facebook, tạo fanpage, tạo tài khoản quảng cáo, bảo mật tài khoản quảng cáo. Lưu ý tất cả đều thao tác trên điện thoại di động. Cài app cho các anh chị và các bạn. Sau đó thì hướng dẫn các anh chị và các bạn là có cái tư duy lựa chọn sản phẩm, kinh doanh làm sao cho nó hiệu quả. Cách chúng ta thiết lập về cái phân khúc về giá, nhắm chọn khách hàng. Sau đó thì tôi cũng sẽ phân tích cho các bạn và các anh chị là cái cách mà chúng ta sẽ làm quảng cáo, đúng không ạ? Các cái quy trình, các bước làm quảng cáo và tối ưu quảng cáo như thế nào, và chúng ta sử dụng điện thoại di động. Tôi cũng hướng dẫn cho các anh chị thêm về cái cách mà các anh chị sẽ bán hàng trên 6 cái nền tảng của Facebook hiện nay đang rất là phổ biến. Đây là bán hàng trên Facebook Profile, bán hàng trên Facebook Fanpage,
bán hàng trên Facebook Group, bán hàng bằng Facebook Ad tức là quảng cáo, bằng livestream và bằng Messenger. Chúng ta sẽ kết hợp với phần mềm chatbot và chăm sóc khách hàng. Đây là 6 cái nền tảng chúng ta sẽ học ở trên Facebook và các bạn làm theo. Đây là một cái khóa học cơ bản và đầy đủ. Làm theo các bạn sẽ có thể làm được và sẽ giúp cho các anh chị ít nhiều có thể bán được hàng, có thể là có được cái thu nhập thêm, có thể là một vài trăm nghìn một tháng, một vài triệu, thậm chí là một vài chục triệu đến cả tỷ đồng. Thì rất nhiều các học viên của tôi đã có những cái mức thu nhập lên tới vài trăm triệu, lên tới cả tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán hàng online hoặc là phát triển hệ thống bán hàng online. Thì tôi cũng kỳ vọng rằng là cái chương trình này là một cái chương trình nó mới mẻ, bởi vì tôi áp dụng cái phương pháp là version mobile, tức là cái phiên bản này là dành riêng cho những người mà sử dụng điện thoại di động để các anh chị có thể dễ dàng thao tác. Còn sau này các anh chị thao tác tốt rồi, các anh chị có thể sử dụng thêm các cái phiên bản trên desktop hoặc là trên laptop, thì tôi đã có những cái hướng dẫn như vậy trong một cái bộ khóa học khác của tôi. Và bộ khóa học này là sản xuất hoàn toàn mới từ tháng 9 và sẽ kết thúc nó vào tháng 10 năm 2019. Nếu như các anh chị và các bạn xem cái bộ này thì nó đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2019. Vâng, một lần nữa tôi xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi cái video bài học giới thiệu đầu tiên, để cho các anh chị và các bạn có thể làm quen với nhau và làm quen với các cái thông tin mà tôi vừa đưa ra, cũng như là cái đề cương về khóa học mà tôi hy vọng là sẽ giúp cho các anh chị và các bạn có rất nhiều tư duy và rất nhiều kỹ thuật và rất nhiều cái thao tác. Vâng, nếu có bất kỳ một cái câu hỏi gì, cái liên hệ nào cần cái tư vấn thì các anh chị có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ số điện thoại 0989 623 888. Tôi xin nhắc lại 0989 623 888, ở địa chỉ facebook.com/phananhonline. Thì chúng ta sẽ có cả một cái quãng thời gian trò chuyện với nhau. Các bạn cứ liên hệ với tôi nếu như các bạn cần sự trợ giúp. Xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.